Xin chào anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến với chuỗi nhật ký đầu tư 69 cổ phiếu. Trong chuỗi nhật ký này, AZFIN sẽ mang đến những thương vụ đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện từ năm 2007 đến nay nhằm mục đích thứ nhất, mang lại những kiến thức và kinh nghiệm đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán đầy tiềm năng nhưng cũng có vô số cạm bẫy. Thứ hai, cung cấp những phân tích, đọc vị và định giá về 69 doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, giúp anh chị rút ngắn được thời gian nghiên cứu từ 3 đến 5 năm. Thứ ba, đúc kết ra những bài học quý giá để anh chị áp dụng vào đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả. Từ những mục đích trên, AZFIN mong muốn giúp anh chị có được bản đồ chỉ dẫn nhằm xây dựng được một kênh tài sản sinh lời cao, bền vững, lâu dài, hướng đến tự do tài chính. Nếu thấy nội dung hữu ích, anh chị hãy chia sẻ đến nhiều người hơn để cùng AZFIN Việt Nam lan tỏa giá trị, gặt hái thành công cho tất cả các nhà đầu tư chúng ta. Hôm nay tôi sẽ thay mặt AZFIN Việt Nam bắt đầu trình bày phần 1 trong cái chương trình nhật ký đầu tư 69 cổ phiếu của AZFIN Việt Nam từ năm 2007 đến nay. Thì đầu tiên là cổ phiếu FPT. Thất bại đầu đời và thành quả ngọt ngào. Đối với chúng tôi thì lần đầu luôn khó phai, thậm chí là để lại những kỷ niệm hằn sâu trong tâm trí mãi về sau. Và FPT là một cái cổ phiếu đầu tiên. Và như vậy, đây chính là cái cổ phiếu mà khi tôi tham gia vào thị trường chứng khoán từ năm 2007 thì đã đầu tư đầu tiên. Thì cổ phiếu FPT niêm yết ngày đầu tiên vào ngày 13 tháng 2 năm 2006 với mã FPT, giá giao dịch phiên đầu tiên là 400.000 đồng trên một cổ phiếu. Thì sau rất nhiều lần chia tách thì tương đương với giá 19.3 vào cái thời điểm đầu tháng 3 năm 2022 này. Thì ngày 27 tháng 2 năm 2007, FPT đã tạo đỉnh lịch sử cao nhất phiên là giá 672.000 đồng trên một cổ phiếu, tương đương với giá 31 hiện nay. Thì hồi đó với giá 672 này thì PE của FPT sau này chúng tôi mới tính lại thì đâu đó nó khoảng độ 80 lần, 90 lần đó. Và ngày 9 tháng 5 năm 2007 thì tôi nhờ một anh bạn mua được 10 cổ phiếu ở trên cái tài khoản của anh ý với giá là 500k một cổ phiếu, thì tương ứng với đó chính là 5 triệu đồng. Thì hồi đó thì chia sẻ với anh chị việc mở tài khoản nó cũng rất khó khăn, nó không phải đơn giản. Chính vì thế cho nên tôi cũng đã phải nhờ anh bạn mua cho. Thì đến ngày 21 tháng 5 năm 2007 thì cổ phiếu này chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 50%, tức là có 10 cổ phiếu như tôi mua thì đâu đó được thưởng 5 cổ phiếu. Như vậy tổng số lượng cổ phiếu tăng lên là 15 cổ phiếu. Thực sự ngày đó chúng tôi cũng không để ý cái chuyện này, và tôi cũng không biết là mình có 50% cổ phiếu đâu ạ. Mãi sau này thì mới nhận ra điều đó mà thôi. Thì đến ngày 27 tháng 7 năm 2007 thì tôi bán giá 250.000, tôi nhờ anh bạn bán ra. Thì tôi cứ nghĩ rằng là mình chỉ có 10 cổ thôi, bán ra 250k tức là mình lỗ tới 50%. Nhưng thực tế thì sau này cùng ngồi lại tra soát thì thấy rằng mình còn được thêm 5 cổ phiếu thưởng cơ mà. Chính vì thế cái lỗ của tôi lúc đó thì chỉ là 25% mà thôi, thì tương ứng với lỗ mất 1,25 triệu đồng. Thì thời điểm này năm 2022 thì 1.250.000 này thì về cơ bản nó cũng rất là nhỏ, không có gì cả. Tuy nhiên vào cái thời điểm 2007 thì đó là một cái số tiền rất rất lớn đối với một cái người vừa mới tốt nghiệp cấp 3 như thôi, thì nó tương đương với khoảng độ 2 đến 3 tháng tổng chi phí sinh hoạt, ăn uống vân vân của một sinh viên đại học. Thì tôi nhớ rằng năm 2007 tôi đi học ở ngoài Hà Nội thì đâu đó một suất cơm chúng tôi ăn đâu đó khoảng 1.500 đến 2.000 đồng, đúng không? Thì tức là cái này nó mất của tôi đâu đó khoảng độ 800 suất cơm, đúng không? Tương đương với thời giá bây giờ có lẽ là tương đương với khoảng chục triệu đồng. Đó là một số tiền khá lớn và nó là một cái mảnh tôi cái hồi đó vì một cái số tiền mất khá lớn là như vậy, đúng không? Tuy nhiên nó cũng không phải là một cái gì đó quá nặng nề.
Thì ở trên đây là cái biểu đồ của cái cổ phiếu FPT. Cái điểm vàng đầu tiên chính là thời điểm tôi mua, và điểm vàng thứ hai là điểm bán, đúng không ạ? Và nhiều quý vị bảo, ô nhìn trên biểu đồ tôi thấy giá mua ở đâu đó nó tương đương với khoảng 30.000 thôi, đúng không ạ? 20 mấy 30.000 thôi, làm gì mà lên tới 500.000 một cổ phiếu. Thì cái biểu đồ kỹ thuật này ấy, về cơ bản là họ điều chỉnh sau mỗi lần công ty chia cổ tức, công ty phát hành thêm cổ phiếu vân vân, thì nó điều chỉnh như vậy đấy ạ. Còn thực tế hồi đó giá cổ phiếu này rất cao, và giá kỷ lục của kỷ lục FPT là 672.000 đồng, tạo đỉnh vào ngày 27 tháng 2 năm 2007, đúng không ạ? Còn nếu nhiều người người ta chia sẻ về FPT lên 1 triệu, đấy là người ta không có ở thời điểm đó đâu, người ta chỉ nghe mang máng và người ta nói cho vui mà thôi, đúng không ạ? Vậy thì lý do vì sao tôi lại mua cái cổ phiếu FPT này, thì thứ nhất, FPT là công ty tư nhân hùng mạnh nhất Việt Nam thời bấy giờ. Xin chia sẻ, nó là công ty mạnh nhất. Thì thời 2005, khi tôi còn đang học cấp 3, thì tôi thường xuyên xem cái chương trình thời sự, thì họ cũng nói nhiều về cổ phiếu, rồi thậm chí là phỏng vấn rất nhiều về những anh chị làm về cái ngành chứng khoán cổ phiếu này. Thì hồi đó nổi lên FPT là tập đoàn có thể nói là danh giá nhất trong cái khối tư nhân. Bên cạnh đó thì có một cái công ty khác cũng rất nổi đình nổi đám thời đó, đó là công ty Kingdo, thì bây giờ đổi tên thành Kido đấy. Thì hồi đó Kingdo thậm chí còn có ý tưởng và mong muốn liêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế, ví dụ như Singapore hay Hồng Kông ở cái giai đoạn đó cơ. Phải nói thì hồi đó FPT, Kingdo là những doanh nghiệp rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Và FPT có thể nói là cái niềm ao ước của tất cả những cái người trẻ chúng tôi và những anh chị trước đó vài tuổi ao ước được làm cho FPT, phải nói là như vậy. Và sau này khi đi học đại học, rồi là đi tiếp xúc với nhiều người, nhiều chương trình, thì chúng tôi thấy rằng họ thường xuyên lấy cái văn hóa doanh nghiệp của FPT, lấy cái sự phát triển của FPT làm những cái ví dụ cho sinh viên ngồi học ở trên ghế nhà trường. Đó là một cái điển hình thành công. Chính vì thế cho nên chúng tôi và cá nhân tôi bị thu hút rất nhiều bởi cổ phiếu này. Và thứ ba là năm đó tôi nhìn lợi nhuận FPT tăng kinh khủng khiếp. 2004 đâu đó tôi thấy có mấy chục tỷ thôi, mà đến hết 2006 lợi nhuận đã lên đến hơn 400 tỷ. Rất cao, đúng không ạ? Và chúng tôi nhận thấy cái hiệu quả kinh doanh thì rất cao. Thì 100 đồng vốn bỏ ra thì một năm lại tới 80 đồng. Thì sau này tôi mới hiểu đó là chính là cái chỉ số ROE, tức là Return on Equity. Chứ còn ở thời điểm đó thì chúng tôi cũng không có một cái khái niệm hay ý niệm nào về cái việc phân tích hay đánh giá các cái chỉ số của cổ phiếu cả. Thì đây là những cái gì đó nó rõ ràng nhất về cái cổ phiếu này mà chúng tôi biết được và chúng tôi đưa ra quyết định đầu tư. Và cái lý do thất bại ở đây là gì? Thực tế lý do thất bại thì tôi cũng chưa nhận ra luôn đâu, mãi sau này tôi mới nhận ra, đó là định giá quá cao. Thì đến cuối năm 2007 thì tôi đi học chứng khoán ở bên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và tôi mày mò thì tôi thấy định giá lúc tôi mua giá 500k là đâu đó nó khoảng 67.78 lần, tức là một mức rất cao. Thì hồi đó nhìn sang cái thị trường chứng khoán Mỹ, thực ra không phải hồi đó đâu mà mãi đến 2010, 2011 thì chúng tôi mới nhìn sang thị trường chứng khoán Mỹ, thấy rằng PE của cả thị trường ý, nó đâu đó có 16 đến 20 lần mà thôi. Vậy tại sao ở mình lên tới 46, 47 lần, và riêng cái cổ phiếu FPT này lên đến 67.78 lần, nó quá cao. Thì cái việc nó giảm, nó mất giá là một điều hết sức bình thường, đúng không ạ? Thứ hai là chúng tôi nhìn toàn bộ vào cái lợi nhuận quá khứ để đoán tương lai của cổ phiếu. Tức là tôi cho rằng trong quá khứ nó tăng lợi nhuận toàn 100%, vậy 2007, 2008, 2009, 2010 nó sẽ tăng lợi nhuận rất cao, rất cao. Thì ngay cả gần đây thì rất nhiều các cái bạn trẻ, những nhà đầu tư chứng khoán vẫn khá ngây thơ khi mà dự báo tăng trưởng lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp. Thì quý vị lấy lợi nhuận, tăng trưởng lợi nhuận 3 năm hoặc 5 năm trong quá khứ rồi chia trung bình ra, rồi từ đó áp vào cho rằng tương lai sẽ tăng như thế. Thì đó thực sự là một cái điều gì đó nó rất ngây thơ của những người gọi là mới chập chững vào thị trường chứng khoán mà thôi. Thì đến năm 2010
thì chúng tôi mới thoát được những cái tâm lý này. Đúng không? Thì từ đó chốt lại về cái vấn đề lý do thất bại chính, đó là thiếu kiến thức trong đầu tư chứng khoán. Thì đây cũng là một cái điều rất phổ biến. Bởi vì trước năm 2014 thì rõ ràng gần như 99,99% nhà đầu tư, thậm chí chủ tịch các công ty chứng khoán lớn rồi vân vân, họ đầu tư cổ phiếu theo cái kiểu cảm hứng, theo cái kiểu ngẫu hứng thôi, chứ cũng không có phân tích đánh giá một cái cách bài bản chuẩn chỉ nào cả. Đó, và tất cả đều gọi là thiếu kiến thức. Thậm chí có rất nhiều các cái chủ công ty chứng khoán đã phải phá sản và phải thốt lên rằng đây là một cái thị trường cờ bạc và phải từ bỏ nó ngay. Rất nhiều chủ công ty chứng khoán. Minh chứng đó là cái giai đoạn bùng nổ thị trường chứng khoán 2007-2008 thì có tới khoảng 108 công ty chứng khoán được thành lập và phát triển. Nhưng mà đến nay cái số lượng công ty chứng khoán gọi là còn hoạt động, cơ bản có hoạt động bình thường một chút thì đâu đó cũng chưa đến một nửa số đó đâu ạ. Còn lại chết rất nhiều, mua bán sát nhập rất nhiều. Đó, chính vì thế cho nên cái kiến thức là một cái lý do thất bại chính ở trên cái thị trường này. Tiếp theo, không dừng lại ở cái việc bán cổ phiếu năm 2007 thì tôi vẫn luôn đau đáu với cái cổ phiếu FPT này trong đầu trong suốt những năm sau đó rất dài. Và đến năm 2013 thì chúng tôi lại quay lại với cái cổ phiếu đầu tiên này. Đó là chúng tôi đã mua tích sản cái cổ phiếu FPT từ năm 2013. Có những lần chúng tôi tất nhiên có bán ra trong 8 năm qua, nhưng mà số lần bán ra nó rất nhỏ và rất ít. Chủ yếu chúng tôi mua và nắm giữ cái cổ phiếu FPT từ 2013 rất nhiều. Đến tận bây giờ là giữa năm 2022 thì vẫn duy trì nắm giữ. Thì ở những cái khung vàng đây chính là những cái thời điểm chúng tôi mua cổ phiếu FPT. Thì chúng tôi mua cổ phiếu FPT kéo dài từ 2013 đến đâu đó đến giữa năm 2017. Đó. Rồi sau đó chúng tôi tạm dừng do cái thị trường chứng khoán tăng mạnh quá. Và lại quay lại mua vào cuối năm 2018 đến giữa năm 2019. Đúng không ạ? Giữa năm 2019 và đến từ giữa 2019 đến 2020 thì nó hơi cao thì chúng tôi lại không mua. Nhưng mà sau đó từ đầu năm 2020 thì chúng tôi lại bắt đầu mua cổ phiếu đó đến gần cuối năm 2020. Nghỉ một thời gian rồi lại tiếp tục mua cái cổ phiếu FPT này cuối 2020 đến giữa năm 2021. Và từ cái tháng 4, chính xác là từ tháng 4 năm 2021 thì chúng tôi lại tạm dừng mua FPT do định giá nó lên PE khoảng 20 đến 22 lần. Và chúng tôi lại bắt đầu mua lại cổ phiếu FPT từ cuối 2021 đến đầu 2022 này. Khi mà định giá của nó với PE dưới khoảng độ 19 lần chẳng hạn thì chúng tôi lại nhặt vào. Thì trải qua cái thời gian đầu tư FPT từ 2013 đến năm 2022, cái thành quả thu được nó từ nó rất tốt. Trung bình lợi suất của chúng tôi đâu đó trong cái giai đoạn này, lợi suất kép bình quân mỗi năm từ cái cổ phiếu FPT này đâu đó cũng được khoảng độ 28 đến 33%. Thì thực ra cái này nó sẽ biến động theo cái giá cổ phiếu hàng ngày mới được. Ví dụ giá cổ phiếu sắp tới đùng cái tăng 7%, dĩ nhiên nó làm lợi suất chung của năm qua tăng rất mạnh. Nó giảm 7% thì nó lại làm cái lợi suất giảm rất mạnh. Tuy vậy, trong hơn 8 năm qua thì cái lợi suất trung bình đâu đó đến thời điểm ngày 20 tháng 3 năm 2022 thì đâu đó nó cũng xấp xỉ là 30% lợi nhuận kép một năm. Tức là trong 8 năm thì lợi suất đâu đó tăng gấp khoảng hơn 10 lần. Đúng không? Đó, chính vì thế cho nên cái cổ phiếu FPT này nó mang rất nhiều những cái kỷ niệm cũng như là nỗi đau, và cuối cùng là một cái thành quả rất lớn lao từ cái cổ phiếu này. Lý do mà chúng tôi mua tích sản sau này từ 2013 thì rõ ràng đó là có một cái sự phát triển rất lớn từ cái việc hiểu biết hơn về phân tích cũng như là đầu tư cổ phiếu. Thì trước năm 2016 thì chúng tôi mua FPT vì một câu duy nhất, đó là rẻ là chính. Thì định giá PE lúc đó nó khoảng độ 6.5 đến 10 lần. Thì chúng tôi mua chủ yếu vào cái giai đoạn mà 6.5 đến 8.5 lần. Thì định giá rất rẻ, chúng tôi mua với một cái cổ phiếu dù sao cũng được đánh giá là hàng đầu Việt Nam, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi thứ hai là cổ tức tiền mặt của nó rất cao. Cổ tức tiền mặt của FPT thường trả hai đợt, đợt đầu 1.000, đợt sau cũng 1.000. Thì như vậy nếu mà
những cái năm nó không chia cổ phiếu thì nó cũng được 2.000 đồng. Mà hồi đó thì chúng tôi mua cổ phiếu 2013 chẳng hạn thì giá khoảng 35 đến 40 ngàn đồng, 42 ngàn đồng. Như vậy cái tỷ suất cổ tức cũng tương đương với khoảng độ 5%, đúng không ạ? Trong khi lại còn chia cổ phiếu nữa. Thứ ba mà tôi để ý đến cái cổ phiếu FPT này giai đoạn đó, đó là nó không bị giảm giá, không bị giảm lợi nhuận trong cái giai đoạn suy thoái 2010, 11, 12, 13, nó không hề giảm lợi nhuận mà nó vẫn giữ vững được cái lợi nhuận đó, trong khi nó cũng gặp vô vàn những khó khăn. Ví dụ như ngành chứng khoán kém thì cái công ty chứng khoán FPTS cũng sẽ rất kém. Rồi là ngành ngân hàng thì rơi vào phải nói là cái vũng lầy của khó khăn, nợ xấu đâm đìa. Cái ngân hàng Tiên Phong Bank do FPT đầu tư rất lớn vào đó thì thậm chí còn suýt nữa bị vào danh sách ngân hàng không đồng cơ. Nhưng sau đó thì có tập đoàn Doji của gia đình nhà ông Tú, ông Phú đã mua vào cái cổ phiếu Tiên Phong Bank này và từ đó vực dậy cái ngân hàng này trở thành một ngân hàng rất là mạnh mẽ, phát triển rất tốt thời điểm hiện nay, đúng không ạ? Thì tóm lại cái lý do mua trước 2016 là chủ yếu rẻ, PE thấp, cổ tức cao và doanh nghiệp tương đối ổn định. Và sau năm 2016 thì chúng tôi lại càng nghiên cứu kỹ hơn về cái cổ phiếu FPT này, khi mà chúng tôi cũng đã có những cái thành quả nhất định từ cổ phiếu này thì chúng tôi nhận thấy rằng FPT lột xác hoàn toàn, và đó chính là cái lý do mạnh mẽ nhất mà chúng tôi tích cực gom cái cổ phiếu này. Thì một cái lợi thế cạnh tranh của FPT đang ngày càng mạnh, họ xây cho mình được một cái hệ sinh thái rất tốt. Về cái lĩnh vực công nghệ thì họ đẩy rất mạnh. Thì công nghệ ở đây thì người Việt Nam là cái dân tộc học toán rất nhiều, rồi dân số trẻ rất nhiều, chính vì thế nó rất là thích hợp cho cái nguồn lực cung cấp cái nguồn nhân sự để có thể phát triển mảng công nghệ thông tin. Đó là cái điều rất hiếm có. Việt Nam là nước đông dân số thứ 14-15 thế giới, đúng không ạ? Và lại còn học toán nhiều nữa. Đó. Rồi giá nhân công lại rất rẻ, để làm cho cái lợi thế của FPT rất lớn trong cái vấn đề này. Thì ngoài ra FPT còn có lợi thế riêng đặc biệt của mình, đó là họ xây dựng cả mảng giáo dục, vân vân, trong một cái hệ sinh thái khép kín. Từ đó họ có thể cung cấp cái nhân sự, chất lượng cho cái mảng công nghệ cũng như mảng viễn thông. Rồi mảng công nghệ và viễn thông lại là làm lơi để thực hành, thực tế, thực tập cho các sinh viên, thì từ đó thúc đẩy mạng giáo dục phát triển cũng rất tốt. Rồi là giai đoạn đó chúng tôi đánh giá là cổ phiếu sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào cái mảng công nghệ thông tin nó đang ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó là mảng viễn thông của FPT với liên quan đến mạng internet là chính. Rồi là có cái tờ báo VN Express ấy, thì nó phát triển rất là tốt, rất là tốt, thì chúng tôi nhìn thấy sự tăng trưởng đó. Và đặc biệt là FPT đã thoái vốn khỏi rất nhiều những cái doanh nghiệp, những cái công ty mà không nằm trong cái lợi thế cạnh tranh của họ. Ví dụ họ thoái vốn đỡ khỏi chứng khoán FPT, họ thoái vốn khỏi ngân hàng Tiên Phong Bank chỉ còn giữ rất thấp. Rồi sau đó là họ bán cổ phần cho, bán cổ phần của FPT Retail, tức là bán lẻ đấy. Đó, thằng có mã chứng khoán FRT đấy, bán đỡ hơn một nửa đi, chỉ còn làm công ty liên kết thôi. Rồi sau đó thì nó lại bán tiếp cả cổ phần tại công ty FPT Distribution, và bây giờ đổi tên thành FPT Cinet Distribution đó, thì để làm cái công ty liên kết và tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho cái mảng công nghệ cũng như cái mảng viễn thông, và một mảng mới nữa là mảng giáo dục, để làm mạnh mẽ hơn cái lợi thế cạnh tranh của họ. Và ngay từ cái thời năm 2016-17 chúng tôi đã dự báo rằng FPT sẽ trở lại rất tốt, huyền thoại trở lại rất tốt. Và thực tế cái kết quả kinh doanh của FPT tăng trưởng khá là ấn tượng, bất chấp những cái thời gian khó khăn như Covid hay là những cái thời gian khó khăn như 2019-2020, đúng không ạ? Rồi tiếp theo cái yếu tố quản trị lãnh đạo của FPT thì chúng tôi đánh giá là xuất sắc. Trước đó thì FPT cũng khá chệch choạc khi chuyển giao thế hệ, từ cái thế hệ Bắc Bình, đúng không ạ? Bắc Thành Nam, vân vân. Thì hồi đó thì chuyển giao cho CEO mới đó là anh Trương Đình Anh. Thì anh Trương Đình Anh thì tính cách mọi thứ thì anh ấy khá là quyết liệt, mạnh mẽ, thẳng thắn. Từ đó về một mặt nào đó thì có thể tác động khá tích cực đến FPT. Tuy nhiên về mặt tổng thể thì anh lại không hài hòa được những cái công thần, những cái gọi là trụ cột cũ, có tuổi cũ, đúng không ạ? Rồi là không cân bằng được giữa trẻ và già, đúng không ạ? Từ đó làm cho cái FPT này đã chậm tiến mất mấy năm. Rồi sau đó thì
chú Bùi Quang Ngọc thì đã thay thế anh Đình Anh làm CEO của tập đoàn, và từ đó đưa cái tập đoàn phát triển một cách khá là bền vững. Và đặc biệt gần đây nhất, trong đôi năm gần đây, thì anh Khoa là một người trẻ nhưng mà lại là người kết nối được giữa hai cái lớp thế hệ khác nhau, từ đó giúp cho FPT vẫn phát triển một cách rất bền vững. Ở bên cạnh đó thì cũng có Phó Tổng anh Phương làm công tác tài chính, phải nói là một trong những giám đốc tài chính xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay, cùng với giám đốc tài chính của Masan, của Hòa Phát, của Vinh, là những đại diện rất ưu tú cho cái việc quản trị tài chính ở Việt Nam. Nó cũng góp phần đóng góp vào kết quả kinh doanh tốt. Và cuối cùng, định giá cổ phiếu FPT vẫn rất rẻ. Tuy rằng nó có rất nhiều sự thay đổi, lợi thế cạnh tranh mạnh hơn, tăng trưởng tốt hơn, lãnh đạo xuất sắc hơn, quy mô công ty lớn hơn, nhưng mà định giá cổ phiếu vẫn đâu đó phần lớn thời gian ở mức PE khoảng 8 đến 11 lần. Phải nói là một mức rất hấp dẫn. Bởi vậy cho nên là chúng tôi cũng tích cực mua mạnh những cái giai đoạn này. Đó là cái lý do mua. Tiếp theo, cái bài học rút ra từ cái việc đầu tư cái cổ phiếu FPT này như thế nào. Thì đầu tiên AZFIN cho rằng cần việc phân tích đánh giá cần phải cẩn trọng và làm kỹ càng khi chúng ta đầu tư bất kỳ cái gì, không chỉ là cổ phiếu đâu, đầu tư bất động sản hay đầu tư vân vân. Thì có một điều rất lạ rằng nhiều người có thể mua một cái áo chỉ trị giá vài trăm ngàn thì họ cân lên đặt xuống, đúng không? Hay họ mua một suất cơm trên mạng, hay họ mua một cái gì đó nho nhỏ cân lên đặt xuống rất nhiều, thậm chí săn sale off vân vân, thì họ lại tính toán kỹ thế, nhưng họ lại ra quyết định để mua cả tỷ đồng tiền cổ phiếu thì họ lại chỉ ra quyết định trong nháy mắt mà không đánh giá phân tích một cách kỹ càng, bài bản và đầy đủ. Thì đó chính là một cái sự sai lầm rất lớn đối với đa phần nhà đầu tư. Thì đâu đó nó không hiểu là cái nguyên nhân đến từ đâu mà họ lại ra những cái quyết định phải nói là khá phi lý như thế, nhưng nó rất phổ biến trong đám đông. Thứ hai là khi lựa chọn được những cái cổ phiếu tốt thì hãy nắm giữ lâu dài để hưởng lợi lớn từ nó, chứ đừng có mới tăng được 5, 10, 20% mà chúng ta đã bán mất. Có thể chúng ta sẽ mất cả chục lần sau đó, tức là hàng ngàn phần trăm, thậm chí nhiều hơn. Và chúng tôi đánh giá rằng khi tầm đến thì tự cái tài chính nó sẽ đến. Và tiếp theo thì đây là minh họa về cái thành quả cổ phiếu FPT. Chúng tôi mua tích sản và giữ rất lâu dài đấy ạ. Cái vá vốn tích sản của chúng tôi còn ở 16.348 đồng rồi. Thì so với giá hiện nay thì lợi suất nó lên đến cả 500%, phải nói rất cao. Và chủ đề tiếp theo cũng là một cái cổ phiếu trong danh mục của chúng tôi ở đây, đó là cổ phiếu ACB. Thì đây là một cái cổ phiếu có rất nhiều những cái biến động cũng như là cái biến cố mạnh mẽ, đặc biệt là cái biến cố liên quan đến Bầu Kiên năm 2012-13 đã làm chao đảo toàn bộ thị trường tài chính nói chung, và làm cổ phiếu ACB phải hứng chọn những cái cơn dông bão rất lớn từ thị trường. Thì trên đây là cái nội dung của cái phần 1 trong cái chương trình nhật ký đầu tư 69 cổ phiếu FPT. Xin chúc quý vị có được những cái kiến thức hữu ích từ những cái chia sẻ trong cái chuỗi series này của chúng tôi. Thì xin chào và hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo.